Hi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái kiểu như làm cái bật phím này như mình như này đó. Thì chúng rất là cô te nhỉ. Rồi các bạn bấm ngay các bạn lên trên Google Play hiện tại cho mình cái này. Nhóm 8 này nha các bạn, 2018. Sau đó các bạn mở cho mình. Mở. Đó, nó ra sẽ ra hình này nha các bạn. Đầu tiên nó sẽ ra mấy hình này mình mới tải xong. Các bạn đừng vội bấm vào, có nghĩa là các bạn phải tải luôn đấy. Đó, là các bạn phải nhận miễn phí, là các bạn phải tải. Ừ, nghe thấy chưa? Ừ. Và các bạn phải bấm vào cái chỗ này nha. Đó. Bàn phím thì của các bạn đang bình thường. Ví dụ như thế mình các bạn bấm đây cho mình. Rồi. Rồi đó. Để mình làm được một cái đó nhé. Đây. Mình quên. Lúc đầu cái của các bạn sẽ như này, không có màu đúng không các bạn? Thì mình ví dụ như thế đi. Sau đó các bạn bấm lên đây cho mình. Đó, bạn bấm vào. Nó sẽ hiện ra mấy cái này. Đây là các bạn có thể chọn mấy cái hình này nha. Đó, ví dụ mình chọn hình biển này. Đó, nó sẽ hình biển này. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình chọn cái này. Được, chọn cái nào tùy các bạn luôn. Mình sẽ chọn hình nào nhỉ? Mình sẽ chọn hình này đi. Rồi, đây là những cái nốt của cái này nè. Các bạn sẽ chọn cái nào, mình sẽ chọn. Đó, đây mình sẽ chọn cái này. Còn đây là các chữ cái các bạn thích như thế nào thì các bạn nhìn đi. Đó, anh thấy chưa? Đi màu các chữ cái. Mình sẽ chọn màu... Các bạn nhớ phải chọn màu tươi nha. Đó, đây tiếng. Các bạn nghe nha. Đó, màu chưa? Trước đầu mình lấy cái này nè. Còn đây là tiếng chơi đàn. Đây tiếng này mình hơi thích. Đó. Đây là chỗ là các bạn muốn thay đổi các bạn. Hay là các bạn muốn thay cái bàn phím này, các bạn chỉ cần bấm vào đây. Còn đây là sticker. Nha các bạn. Đây là cái gì mình không còn biết nhưng mà các bạn cứ thử. Đây là bong bóng, đây là nướng. Mình cho mình sẽ chọn tính này ta. Đó, mình sẽ chọn tính này nha. Bạn là chiếc Mario có thể chọn tính Mario. Còn đây là mấy cái bấm nè. Đó, bạn thấy chưa? Đó, mình sẽ cái bấm Noel bởi vì sắp đến Noel rồi nha. Các bạn bấm New lên đây này. Đó, lưu. Các bạn đặt tên chủ đề là gì? Thì các bạn ấy. Bây giờ là Noel. Noel. Xong. Đó các bạn ok. Đó nó sẽ lưu. Lưu ra đây. Đây các bạn. Các bạn thấy. Đây.
tất cả các hình mà mình đã làm đây. Mình làm ít lắm, chủ đề tự chọn đây. Đây là bản trình mới, what? Đó. Thấy chưa? Mắc đẹp luôn nha các bạn. Mình rất thích cái này. Thì mình đã tải được cái hình con thỏ này thôi. Hai cái này thì cho mình chưa tải mà nó tự quá nha. Các bạn thấy chưa? Nếu các bạn nào thấy cái này là các bạn rất may mắn luôn. Các bạn nhìn nhá, nó vừa có nhiều thứ nó lại hay nữa. Úi, các bạn thấy chưa? Nó rất hay. Mình sẽ thử nghiệm nha. Đây, thử thử bấm YouTube giờ. Mình sẽ thử bấm chị Thu Nguyễn nha, xem chứ có kênh gì mới rồi nha. Ồ, Thu Nguyễn, ồ, ồ, chị Thu Nguyễn có rất nhiều kênh các bạn ạ. Bạn nhớ đăng ký hộ mình, đăng ký cho chị Thu Nguyễn nhá. Bạn nào không đăng ký là không được đâu. Mày hiểu chưa? Đây là những bức hình mà các bạn kiểu là vẽ trên ấy đấy. Vẽ trên cái gì? Cái gì mà kiểu như là có một hình ngôi sao bật cười ấy, mình không nhớ. Bạn hãy xem video kiểu như là video nào của chị Dung Nghĩa nhỉ? Ở đây nè, video chị Thơ Nguyễn bơ vơ muốn làm họa sĩ đâu, cực hay là nha các bạn. Sẽ có cái đấy và các bạn tải về, các bạn chỉ cần bấm trên cái này là Thơ Nguyễn, là các bạn sẽ hiện hình chị Thơ Nguyễn lên. Các bạn bấm vào là cái làm sẽ có những bức vẽ chị Thơ Nguyễn tí. Các bạn bấm vào, ví dụ như bấm vào cái này, các bạn sẽ vẽ được ra. Quá rồi, hiểu chưa? Thì video này thế rồi, bye bye. À, có nhiều bạn hỏi vì sao mà mình ít khi quay, bởi vì mình bận việc học lắm, với cả mình còn phải xem kênh của chị Thu Nguyễn nữa cô. Mình không thể quay cho các bạn được. Nếu các bạn muốn xem nhạc của mình thì cái máy quay của mình bị hỏng, bởi vì lúc mình quay mà mình tải lên YouTube ấy thì nó không được, nó cứ đẹp cơ nên nó mới không được. Nhưng mình chỉ còn cách quay trên điện thoại như này và hướng dẫn các bạn làm mọi thứ thôi nha. Video đến đây là hết rồi, bye.